Nhà tôi là toàn những người mê bóng đá, thì tôi chỉ có ban đầu là tôi chỉ làm để tự mình thưởng thức và tự tặng bạn bè. Thế thì đến năm 2014 thì bắt đầu thấy nhiều người người ta mới có nhu cầu, người ta hỏi mua, mà nhiều lần thì mình về quay thì đó là tôi mới chuyển ý tưởng tôi từ đam mê lên kinh doanh. Mình cũng xem ở trên mạng thì cúp nhà ở bên nhà bác Nhật bên này thì mình cũng có thể đấu đến 90-95%. Mình thấy cảm thấy hôm nay là cực cầm đây rất rất là đẹp.